Đỗ Phi xin chào các bạn. Đối với những chiếc iPhone này, từ iPhone 7 này đến những iPhone đời mới nhất này như là iPhone 11, 12 này, thì Apple này đã lược bỏ cái cổng tai nghe 3.5mm rồi. Thế nên là việc các nối gây khó khăn này, thì đây là dây kết nối ra loa này hoặc là ra tai nghe có cổng 3.5 này, rất là thuận tiện này. Đặc biệt là sản phẩm có nút tăng giảm âm lượng này, rồi trả lời cuộc gọi này, và có mic cuộc gọi nữa, hoặc là tạm ngừng này, tiếp tục bài hát này. Đấy. Đây là sản phẩm của chúng ta này, với thương hiệu Edom này, và mã là AUX42 này. Nên vậy các bạn yên tâm hoàn toàn sử dụng này. Đây, ở đây có một cái để cuộn lại này, cho dây nó gọn này, có in chữ thương hiệu Edom này. Rồi đây là dây của chúng ta này, cũng có in lên là thương hiệu Edom này. Rồi một đầu là Lightning và một đầu là chân tròn 3.5mm này. Đó. Còn đây là bộ phận này để điều chỉnh này, tăng giảm âm lượng này, phím trả lời cuộc gọi và có mic luôn này. Cái này sẽ kết nối qua Bluetooth này. Đây để mình mở cho các bạn xem này. Dây thì độ dài thì dài khoảng là 1 mét này. Đấy. Mình sẽ test luôn cho các bạn này. Đầu tiên là có một cái loa này, có cổng 3.5mm này, các bạn sẽ cắm vào này. Tương tự như các bạn cắm trên xe ô tô này, hoặc là loa thùng này, có cổng này, hoặc là tai nghe có cổng 3.5mm này. Đấy. Và đây là mình sử dụng chiếc iPhone 11 Pro Max này. Nó sẽ là không còn cổng chân tròn 3.5 nữa. Đây, các bạn sẽ cắm vào cái cổng Lightning này. Tiếp theo là các bạn vào cài đặt này. Sau đó vào Bluetooth này. Để bật Bluetooth lên này. Hoặc là vuốt từ trên xuống này. Đấy, thì nó sẽ tự hiện động hiển thị... Đây là cửa sổ pop-up này, các bạn sẽ ấn vào kết nối. Đấy, như vậy là đã kết nối này. Khi kết nối lần đầu rồi thì lần sau các bạn chỉ việc là cắm một kết nối thôi, không phải là kết nối nữa. Đấy, nó tự động kết nối này. Đây để mình rút ra cắm lại này. Đấy. Đã kết nối. Tiếp theo mình sẽ vào YouTube này. Và mở thử một clip cho các bạn xem này. Mình có kênh ở YouTube này là Dolphin Shop này. Hoặc là các bạn có thể là vào trang web này, dolphinshop.net này.
để xem thêm các sản phẩm mới này, hoặc là đặt hàng ở trên trang web này. Bố Phi xin chào các bạn. Nếu như các bạn muốn chiếu hình ảnh này từ iPhone, iPad này, đây để mình mở cái bài hát lúc nãy này, hoặc đây mình sẽ mở một bài hát ở YouTube này, một bài nhạc không bản quyền đi. Cần chuyển tiền thì Momo liền, trong Momo được có hết, chỉ với số điện thoại xong ngay mà app Momo liền. Cần chuyển tiền thì Momo liền, trong Momo được có hết, miễn phí lại còn siêu nhanh mà app Momo liền. Các bạn có thể là tăng giảm âm lượng ở điện thoại này, hoặc là dùng trên dây kết nối này. Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of the pain. Đây, trên cụm dây kết nối này sẽ có phím tăng giảm âm lượng và tạm ngừng tiếp tục bài hát này. Đây, để mình thử tăng âm lượng lên này. Đó. Hoặc là giảm âm lượng đi này. Còn phím ở giữa này là để tạm ngừng này, hoặc là tiếp tục. Rồi tiếp theo mình sẽ là test mic này, trên cái dây kết nối này. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng hai điện thoại này để gọi cho nhau này. Thì hai điện thoại này nó ở gần nhau thì sẽ có những cái tiếng xoẹt 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 ấy. Đấy, các bạn thử rồi sẽ rõ. Nó như kiểu là đi hát karaoke rồi mic để gần loa ấy, nó sẽ bị nhiễm gọi là tần số sóng gì đó. Đây, mình ấn trả lời trên cái kia này. Đấy, mình sẽ nói vào cái loa này. Alo, alo, alo. Để mình tắt tạm mic đi đã. 2 3 4 5 6 7 8 Dolphin xin chào các bạn. Alo. Alo, xin chào. Alo. Alo. 1 2 2 3 4 Đó, còn nói ngược lại nó sẽ loa ra loa này. Ấn nút giữa này để tắt cuộc gọi đi này.
Để mình sẽ test chức năng là ấn nút giữa để trả lời cuộc gọi này. À đây, phải gọi từ cái máy này sang. Alo. 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 Alo, tôi nói các bạn nghe rõ không? Alo, alo. Alo, alo. 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 Cái này hơi bất tiện một cái là các bạn phải cho mic gần miệng này thì nó mới thu âm được tốt này. Và một điều nữa hơi bất tiện là các bạn phải dùng Bluetooth này. Tuy nhiên là việc kết nối Bluetooth thì cũng khá là nhanh thôi. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh này. Đừng quên link mô tả cũng như link mua hàng mình để ở phía bên dưới.